Rồi, chào nhà nhé. Chào cả nhà. Bữa nay làm món gì? Bữa nay được con cá thu nè. Cá Bữa thu nay này. là bữa nay làm món cá thu sốt me chua ngọt. Được. Cá thu này nước ngọt các bạn. Mình với Đạt dăng lưới dính á. Đó. Rồi bắt đầu xử. Lên dĩa. Lên nồi, lên dĩa. Phải lên thớt trước nha, cái lên nồi rồi. Cá thu này ký lô à. Cá thu quý hiếm. Dăng lưới dăng câu rồi mấy người ngư dân bạn, nó là cá thu đại gia nè. Đại gia. Dài với cương nè. Chỉ có được 2 3 tháng thôi, bước qua tháng khác là không bao giờ có. Cá thu nước ngọt mà các bạn để ý nha. Cái này nó trắng. Trắng kiểu như có phấn rồi, cá thu biển thì nước mặn thì không giờ có vậy. Với lại cái sống lưng con cá thu này nó có gân xanh xanh. Cá thu nước ngọt nha, còn cái đầu nó thì nó ngắn. Cái mỏ gân thì thấy ớn rồi, đỏ. Bởi vậy muốn đánh bắt cá thu này thì mình phải thả bằng lưới chỉ rồi. Cái lưới gân nó là cắn đứt hết trơn rồi. Cái thước cá thu nước ngọt thì nó ngắn đòn hơn là cá thu nước mặn. Là cá thu nước ngọt này bạn mình ăn rồi nó không có cái mùi biển, cái mùi cá biển đó, đặc trưng của mùi cá biển đó, không có. Tại vì cái này mà muốn bắt á, thì theo mình biết á, thì muốn có hay không á, bạn là vô mùa chưa á, là thường hỏi mấy người ta đi đóng đáy mà xong á, thì thường đóng đáy bạn mấy cá thu mà bằng cái cái nè út gì là nhỏ hơn nữa, họ đóng đáy dính á thì chứng tỏ cái năm đó có cá thu. Nó theo mùa bạn, có năm không nữa. Đóng đáy là mấy người ta đóng đáy ta ở ngoài giữa sông á, thường ta đóng đáy dính cá cơm nữa. Mà giữa sông á, 4 5 chiếc xuồng, 5 6 chiếc xuồng gì đó. Hàng hiếm Úc Thu ăn cá thu nghe nó hơi lạ lạ. Bữa đó mình với Đạt mắc cự lắm, đi thả cá thu mấy lần lỗ đầu, nó dắt bữa nào phải dắt thu theo mới dính được cá thu á. Có thu là có cá thu luôn. Cá thu này ở dưới quê mình bán 250 ngàn ký bạn, còn nếu ở trên Sài Gòn thì thị chắc mắc nữa à. Ở quê mà bán cho ấy ừ, ở đây dạng như cái mối con cái mối gà đó bạn, là tức là mình bán như Đạt rồi á, là dính là bán 250 ngàn ký. Và bạn nghĩ thử nghĩ đi, rồi bán đó xong bán cho mối mối xong họ bán ra cho lẻ lẻ ra họ xong bán ra chợ nữa biết nhiêu. Nếu mà chuyển lên Sài Gòn nữa là thôi mắc dữ nữa. Ở đây mình được cái là ngay chân cái nguồn cá bạn dồi dào á, nên mình mua cá giá cũng rất là rẻ. Hôm bữa Úc Thu làm món cá lăng 2 kg đó, cái cá lăng đó bạn mua ở ngoài chỗ mấy người dân đánh bắt đó, họ bán có 120 ngàn, 130 ngàn ký à. Mình mua đây cái gì cũng rẻ chứ. Nhìn cá thu thấy chảy nước miếng chưa, thấy thèm à. Mà nó cũng nhanh nữa, ruột ít xỉu à. Nó mặn rất là đơn giản, mặn nó không có dẫy nữa, không có nhớt nữa, cái gì mình cạo rất là dễ. Mặn đơn giản, gặp mấy con cá nào mà nhiều nhớt á, mình nặng canh á, cũng hay lắm, nó có canh. Không, với lại loại cá này nó vô nước ngọt nó sống bạn, nên cái nó cũng còn có độ tanh cao nữa. Thịt nó ăn ngon cực kỳ luôn. Bởi vì tranh thủ chỉ có 1 tháng 2 tháng mà, nên mình dính cá thu á về cũng tranh thủ mình mua đồ này nọ về á cho gia đình ăn, chứ bước qua mấy tháng kia muốn ăn cũng đâu có. Ba mẹ mình ăn cá này nó ngon quá trời ngon. Cho thỏa mãn. Chắc là mấy chắc là ba chia quậy quá hết rồi.
Đi ra ngoài chơi. Ủa vô đây không có quậy. Mẹ kêu ngoài kìa. Gặp con cá khoái lắm mà đưa con cá chạy. Lỗi. Ông Út đang hái gà ngoài đó, ra ngoài đi. Ừ, thôi ơi, dám khóa cái máy cắt cỏ của ông Út, ông nhai đầu mày. Con ra ngoài chơi đi con. Quậy hồi mẹ đánh á. Hết quậy quá mà, em cũng nghĩa. Đưa cái đầu con cá thì chạy mất dép rồi. Con nhìn cá bạn coi thịt nó trắng bóc mà. Một tí cà no. Để một tí mình chiên á. Còn hồi mình phải làm nước sốt me nữa. Cho nên giờ mình ướp này một tí thôi. Nó thấm vô mà nó lỏng. Nguyên liệu dùng có me. Quan trọng đó. Nguyên liệu quan trọng. Đây cà chua. Ngò gí. Ngò gí bữa nào cho đi câu cá mày dinh nữa. Cá mày dinh nữa. Mày dinh nó phải ăn ngò gí lắm. Giờ bạn nghe nó dè kêu ra rồi. Ngày nào cũng kêu chứ. Nói mà nó kêu nữa bạn nghe nhức đầu luôn, ngủ không được luôn á. Bữa nào ổ thu ra tàn sát mấy con dè này làm món luôn. Không có chuyện gì làm hết trơn, mỗi ngày kêu anh nổi hết trơn. Xong để ra đi. Giờ đi ăn hái một ít rau cả xà lách á. Cái mình hầm vô mình lóc dĩa. Này để tí mình chiên. Giờ mình chế nước nóng vô me. Nước nóng hả? Nước nóng nó mới ra me. Thu nói nước nóng mình nghe nước mắm trời. Nói lỗ tai mình bị vấn đề hay là Út Thu nói tào lao. Nước nóng. Mình chế nước nóng đó, nó mới ra me được. Nói nước sôi nghe dễ hơn, nghe nóng nóng, nghe lóng lóng thì sao? Anh làm sao? Chúng ta không thuộc về nhau. Cái bài gì hít hít đó thôi. Có bịch khăn giấy nó chẳng ôm bịch bạn nào muốn ăn ổi không? Đó, quá trời quá đất sát bên. Với vậy tôi ngón tay là thấy tới rồi đó. Như quê là được vậy mà. Cái cây là bao la. Muốn ăn gì cũng có. Ổi gì đâu, nhãn, sồi gì đâu, mặn, tá lả minh. Mấy gầy không thấy gà nó tới nữa. Cây giật gà quyền thoại của ba với mẹ mình đó. Mấy cái lon bia để mấy cục đá trong á. Đó, kêu lon con lon con. Mấy gà nó mổ ổi ghê hồn lắm. Nắng quá nó gục hết trơn rồi. Chiều bắt đầu nó ấy lên rồi bạn. Đã dắt nắng nè chưa. Nó gục hết. Còn mấy dây mướp nó chết hay gì thấy héo queo thôi. Không có, trái em cắt hôm qua em cắt. Cắt làm gì vậy? Nó già rồi nữa ngoài. Cái cái bà nói thú mà cắt dây mướp hay gì mà sao nó héo queo hết trơn à. Cắt hàng đâu nói ai vậy? Bạn coi mấy cái gà quế này tốt ra không? Ở dưới quê tiện lợi được vậy mà. Rau gác, trái cây. Có sẵn hết rồi, quá trời. Gì vậy? Gà hay chuột quất rồi chứ gì? Ốc ma. Nó xử chứ cà tím rồi. Một cái nè. Để hơn trên cái nè. Ôi trời, nó ăn. Trời ơi, nó ăn ghê hồn vậy. Cái này chuột, cái ốc ma gì tào lao. Hả? Nó trái nằm dưới đất rồi, biết hết rồi. Ôi vô nắng quá.
Chạy đi, chạy đi. Vua quậy mà. Đó ngoài kia nắng nóng rồi chạy vô nữa. Ba mình cũng mới hái rau đây tượng vô mà. Đến hồi chắc mới dưới đọc lục bình đó. Rau mát. Cù nèo. Rồi cà mỡ. Thu hái nhiều đó ai ăn ai nhịn luôn. Em rớt dĩa cho em con ăn đâu. Đưa. Khách hàng. Đây là mấy con câu cá mình nè. Tính ra từ Tết giờ mình chưa có đi câu nữa mà. Ngứa tay ngứa nghề lắm rồi. Nhưng cái dạo này dịch bệnh á nên cũng khó đi câu. Câu máy rồi câu thục tùm lum hết trơn á. Này mấy cái chân gác mấy câu máy nè. Hôm dạo này có bạn trai chưa thấy quẹt quẹt vậy thôi. Dạo này thấy cầm thâu quẹt miết nè. Dụ dỗ được anh nào hả? Anh vô mất cười ghê á. Tùm gài me quẹt quẹt bài bạn mình la quá trời la. Vậy thì về anh có ở nhà đâu mà thấy. Em có quẹt đâu, sáng em làm tới trưa luôn rồi. Anh nói em thôi. Em ít on nữa đó. Phải không đó. Quẹt cái gì đó? Cái gì đó ông ơi, ông quậy quá ông ơi. Gì đó đang nói xấu gì đó. Nó nhỏ thì ai được. Mình nhíu khu thường ngày vậy mà người này dìm hàng kia mà. Không hợp. Không hợp. Gặp chán. Gặp chán muốn chết luôn vậy đó. Đi ra. Nó có hai bên phim quậy quá. Khác với lại hai em đi ngủ luôn á. Tụm gà YouTube nó khó lắm mà, nhiều lúc quay con nít nó nhiều cũng nguy hiểm nữa. Khó kinh khủng luôn á. Quậy hoài để chú hai chú không có yêu phim nè. Đi ngoài chơi. Rồi đánh đòn bây giờ. Kỹ quá mà, té u đầu hoài à. Quá trời quá đất. Nóng. Nóng đó, lửa con. Đã đầu không quá đó. Nhà mình có một cắt kè bạn nó kêu hoài à, bự lắm. Mới kêu xong nữa. Đó, lại vô nữa. Đi ra ngoài chơi con. Văng đó, chừng mở nó văng con. Mới biết đi bởi vì nhồi quá trời nhồi các bạn. Chạy tới chạy lui tùm lum hết. Ai giữ không nổi được. Đó, nhìn hấp dẫn chưa.
cái thịt nó trắng bóc thôi, giống như kiểu dạng như cái sông á, cái nước ngọt á. Cá này thịt nó ăn nó săn nó chắc, để vô cái nó săn lại. Ừ, ăn rất là ngon. Ở bây giờ chín rồi, giờ gấp ra thôi, hấp dẫn chưa. Cá này ăn là khỏi chê luôn. Có khu dạo này ăn cá quý hiếm không, ngon ngon không, không thấy mập trơn kìa. Cũng được. Cũng được. Bây giờ là công đoạn mình xót me. Sốt me này mà lúc trước mình cũng thường phải ăn nhất là sầu huyết các bạn. Sầu huyết mình sốt me ăn cũng rất là ngon. Được. Quá đúng. Wow, cả hết luôn hả? Đâu, hạt tím. Cái kia tím mà. Thơm được nồng luôn. Thơm chưa? Mà mình không hiểu sao mỗi lần từ lúc mổ khu nó ăn tới giờ mình càng ngày càng ốm mà. Mất cười quá, ở nhà ai cũng ốm nữa. Mà mình ăn đâu. Có mình nó khu mập à? Mập đó, cũng vậy. Ồ, để gì không nhận, phải nói nó thơm cực kỳ luôn bạn. Hỏi khi mình để me này vô nó thơm. Ồ. Giống như đổ bánh xèo nha. Ừ. Bánh xèo. Chơi cái lượt. Cái dược quyền thoại của mẹ mình đó, vớt mấy cái hến rồi. Bây giờ mình để đường mình nếm xong rồi để cho nó sạch sạch lại. Để đường vô. Con có đẩy này không ạ? Mấy vịt đẻ mà lúc trước mình thường nhấp mà hai lần đó, bây giờ quá trời không, con nào nấy nó bự. Thấy chứ, nuôi mấy con vịt này bạn, tuy rằng nó tốn chút lúa thiệt nhưng có trứng vịt mà ăn hàng ngày á. Với mẹ mình lâu lâu nhiều quá bạn cũng gom bán, tại quá trời, ngày 4-5 trứng vậy đó. Đây mấy cái xoài nè, qua đi hái một mớ rồi đó, bây giờ còn lại quá trời nhiều luôn. Thấy hồi giờ ủa, cái này cũng ký gửi hay gửi ký 7 à. Trời, trái cây mình phải bọc gì nè, không bọc là khỏi ăn luôn đó. Quá trời mấy con sâu đục. Thơm nực là mũi luôn. Thank you.
sao 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 này chúng hả thác? Cũng được, cũng được. Em để thêm tí đường á. Giờ chưa tới rồi, giờ chưa tới rồi. Nào ăn thôi, nào ăn thôi. Giờ nó kẹo nè, bắt đầu mình để cá vô. Nhìn này giống như thắng kiểu như kẹo hồi xưa quá ta. Bánh tráng bạn mình thắng kẹo rồi nè, đường á rồi mình chế lên á. Ừ. Nó thơm. Thơm mùi tỏi với mùi me. Ủa. Wow. Món này ăn hết nồi cơm. Gầy do dịch corona nữa mà. Giá ổi cũng thấp. Trái cây này nọ vậy. Mệt mỏi luôn. Nhà vườn mệt luôn. Cá mắm cũng vậy, cũng xuống giá luôn. Chuẩn bị ăn cơm thôi. Quá à. Rớt luôn cái bông luôn. Ừ, cà chua làm hình bông gớm ta. Cái dạo này tay nghề trang trí Úc Thu cũng được được ha, có tiến bộ. Chiều cho 1.000 đồng coi như là khuyến khích. Thôi anh giữ anh xài đi. cho có 1.000 hả? Xúc phạm người nhận luôn hả? Ừ. Không dám lấy luôn á. Nghe nó tội ghê. Giờ bụng kêu ót ét ọt ẹt rồi. Giờ cũng trưa quá rồi bà. Gần 1 giờ nữa. Chị ăn nước sốt lên. Mình bị liệu nữa chứ. Mỗi lần Úc Thu bị liệu là mệt mỏi à. Nói nhiều câu bạn nghe té ghế luôn á. Có đâu. Có đâu. Anh cứ vậy. Đẹp trâu à. Sao mấy cái bông của em. Hạnh nó còn quấn rồi, quấn hết rồi. Mấy cái hạnh đó hả? Chứ không phải rau muống hả? Hạnh đó trời. Hạnh. Hạnh của người ta đó. Gì cười hoài ta. Khúc khu này nguy hiểm lắm mà nó cười cười không có ý gì. Có đâu. Sao? Mấy cái bông này như mới sẽ thuốc gậy, thuốc sâu gì sao nhìn nó không đẹp chân thôi. Cố gắng hết sức rồi anh ơi. Em đã cố gắng hết sức rồi. Anh cứ vậy sao? Cũng có đầy đủ, có qua có ấy rồi đàng hoàng. Mấy bạn mà xem clip của anh em mình chắc cười lộn ruột. Chưa có cái kênh nào làm món ăn kiểu như anh em mình đau đầu thiệt chứ. Anh mở cái chậu cười hoài luôn á trời. Kệ mà, như vậy nó được nhân giả thật thà không? Có sao quay vậy, có sao nó vậy. Có sao gì người ơi. Thôi mình đi ăn cơm đi. À, vậy là xong rồi. Dọn lên ăn cơm thôi. Được, thịt trắng bóc. Mời cả nhà nha.
xe. Ngọt, mà ngoài nó chua chua ngọt ngọt, thịt nó đã ngọt á. Nói chung cá này ăn là khỏi chê mà. Ở ngoài nó có chua chua ngọt ngọt á. Mời cả nhà ăn cơm cùng gia đình mình nha. Xương nó không có bạn cũng được, xương ở giữa cái ăn thoải mái luôn, không xương đánh được. Rồi cá mà đưa con cá nó chạy, nó chạy luôn mà. Mặt bị cá nhát luôn mà. Cá này nó ăn ngon thiệt bạn. Được cái nữa là nó không có xương, nó chỉ có xương giữa thôi. Cái này mà cá này mà cho mấy đứa nít đó bạn, đút ăn rất là an tâm luôn á, không có miếng xương nữa hết. Thịt nó ăn rất là dai, ngon luôn, không còn cái mùi mà áp của cá biển nữa. Chắc thịt lắm. Rồi sẵn đây mình cũng xin kết thúc clip đây. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha.